bị anti-fan bình luận kém duyên, Tuấn Hưng đáp trả đầy thâm thúy. Mỗi lần gặp bình luận kém duyên từ anti-fan, Tuấn Hưng không ngại đáp trả. Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng xả kho loạt khoảnh khắc vui vẻ trong một sự kiện với bầu không khí sôi động, náo nhiệt. Bên cạnh những bình luận tích cực, có tài khoản để lại lời lẽ kém duyên khiến giọng ca tìm lại bầu trời nổi đóa. Tưởng rằng nam ca sĩ chọn cách ngó lơ với những bình luận của anti-fan nhưng anh thẳng thắn đáp trả, ngày vui của người ta mà nỡ mở mồm nói những câu bẩn thỉu. Để rồi bao nhiêu người lôi bố mẹ họ hàng hang hốc từ gốc đến ngọn ra chửi cho. Chắc đọc hết từng này lời chửi thì cũng uất ức lắm, luật nhân quả không từ một ai. Cẩn thận cái mồm giữ răng mà ăn cơm không lại phải cơm đấy. Đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ lên tiếng về hành động làm phiền của anti-fan. Dù gặp phải hành động nào khiếm nhã từ một số người quá khích, anh luôn cố gắng giữ bình tĩnh và đáp trả khéo léo. Tuấn Hưng được khán giả biết đến qua nhiều bài hit đi vào lòng người như Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời. Ngoài ra, nam ca sĩ được biết đến là người thẳng tính, chiều chuộng vợ nhất nhì showbiz. Năm 2014, Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby chính thức nên duyên vợ chồng. Vợ nam ca sĩ kém anh tới 13 tuổi, từng tham gia hoạt động nghệ thuật một thời gian ngắn và chuyển hướng sang kinh doanh. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Tuấn Hưng tuyên bố giải nghệ. Kể từ khi tuyên bố giải nghệ để lui về hậu trường, Tuấn Hưng dành toàn bộ thời gian cho tổ ấm. Nam ca sĩ đang dần trở thành người đàn ông của gia đình và có cuộc sống viên mãn khiến không ít người ngưỡng mộ.